Khoản ơi, dù sao tôi cũng còn lo chặt dẻ mà anh Khoản. Dẻ nó là cháu anh mà anh Khoản. Mô, mày có cái gì hơn tao? Tao chưa cho mày chết mà Mô. Tao chưa cho mày chết mà Mô. Anh làm gì ở đây vậy? Ông cũng rảnh dữ lắm. Tự nhiên cái đi qua đó làm chi á, rồi cho bực. Ngày mai coi á, đi khám bác sĩ đi. Chứ băng bó vậy làm sao mà tôi lột cái tôi coi được. Mai đi thì mai đi, cằn nhằn hoài. Tôi đã nói với ông rồi, tay chân ông như vậy thì ở nhà đi, đi ra đường chi, lỡ thằng nào con nào nó đụng vô một cái rồi báo hại tôi nữa à. Thằng Hào, hai Hùng đều nghĩ là tôi đốt nhà thằng Mô để trả thù nó. Nhưng mà có khi nào thằng Mô nó bày ra cái trò này không? Cái gì vậy? Ông bị khùng hả? Trời ơi, ông té gãy chân thôi chứ cái đầu ông còn nguyên mà. Thằng Mô á, nó mà tính toán được như vậy thì nó không phải là thằng Mô. Hoặc là có ai đang ngấm ngầm giúp nó. Bà Trác mù. Thôi 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 thôi, tôi lại ông. Ông đừng có đụng tới bả giùm tôi một cái nữa được không? Bả mù lò có làm ăn được cái gì đâu mà.